Những ngày này cách đây 45 năm về trước, quân ta đang chiến đấu vô cùng ác liệt với kẻ địch trên chiến trường Xuân Lộc. Sau 12 ngày đêm chiến đấu anh dũng, sáng ngày 21 tháng 4 năm 1975, chiến dịch giải phóng Xuân Lộc toàn thắng, quân ta đã mở toang cánh cửa thép ở tuyến phòng thủ phía đông của địch, tạo đà cho đại quân ta tiến về giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. 45 năm sau ngày giải phóng, từ một vùng đất chằng chịt hố bom và xác pháo, trên mảnh đất Xuân Lộc ngày hôm nay đã làm nên những kỳ tích với một diện mạo mới. Ông Trần Văn Phú, chiến sĩ đội công binh, xưởng quân giới thị đội Long Khánh, không quên được những cuộc chiến đấu ác liệt tại mặt trận Xuân Lộc vào 45 năm trước. Cuộc chiến mà Mỹ Ngụy xác định mất Xuân Lộc là mất Sài Gòn, còn đối với ta, xác định muốn giải phóng Sài Gòn thì phải đập tan cánh cửa thép Xuân Lộc. Sau 12 ngày đêm chiến đấu ác liệt, đến sáng ngày 21 tháng 4 năm 1975, quân ta đã đánh tan cánh cửa thép của kẻ địch, mở ra thời cơ chiến lược cho giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Lê Minh Đạo cũng là quyết tâm phải phản đòn lại cho được thắng được mới được. Nhưng mà rồi nó không đủ sức đánh mình. Vì mình ào như thác đổ quá trời quân luôn. Ở trong rẫy đó đầy luôn, chỗ nào có hết. Phòng không rồi pháo binh. Chúng tôi thì là ở đơn vị chủ lực, cho nên là khi cái khí thế đó mà là đi thì nó cũng đi theo như một những cơn lốc, đi theo các cái chặng đường hành quân và đánh giặc đến đâu, đi đến đâu thì được bà con nhân dân là ùa ra hoan hô, phấn khởi và tiếp tế mọi mặt về lương thực thực phẩm. Sau ngày hòa bình, mảnh đất Xuân Lộc phải đối mặt với biết bao khó khăn, thách thức mà chiến tranh để lại. Năm 1991, Xuân Lộc được tách thành hai đơn vị hành chính là huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Ngày nay, Long Khánh và Xuân Lộc đã và đang vươn mình phát triển, trở thành vùng đất trù phú. Một trong những thành tựu được xem là kỳ tích trên vùng đất thép là vào năm 2014, Long Khánh và Xuân Lộc trở thành hai đơn vị cấp huyện đầu tiên của cả nước được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Với cái sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và cái sự là đồng lòng của các tầng lớp nhân dân thì Xuân Lộc đã từng bước là ngày thay da đổi thịt. Và hiện nay thì cái thể hiện rõ nhất đó là cái đời sống của người dân. Từ thu nhập 1,5 triệu đồng trên người trên năm thì đến năm 2019 thì Xuân Lộc đã đạt được 63 triệu đồng trên người trên năm. Chiến tranh đã lùi xa, Long Khánh hôm nay đã trở thành một thành phố trẻ, trong khi Xuân Lộc đang hướng đến là một trong 4 huyện nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước vào năm 2025. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương đang tiếp tục ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.